Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh 24 giờ của chúng tôi. Chúc tất cả các bạn một ngày mới thật nhiều sức khỏe và niềm vui. Sau đây là những nội dung chi tiết. Cines xé nhau ác liệt bảng xếp hạng mỹ nhân đỉnh nhất 2021. Dương Mịch, Lệ Dịn cọ nhau, Diệp Phi lẹt đẹt, top 1 dễ đoán. Bảng xếp hạng 15 mỹ nhân Cbiz có sức ảnh hưởng nhất 2021 gây ra nhiều ý kiến trái chiều khi Lưu Diệc Phi lép vế trước hàng loạt sao trẻ. Mới đây, danh sách 15 mỹ nhân hoa ngữ có sức ảnh hưởng nhất năm 2021 đã lộ diện. Kết quả này dựa trên đánh giá hoạt động của các ngôi sao ở mọi mặt trận như thành tích phim ảnh, chỉ số thương hiệu. Xếp đầu danh sách không ai khác chính là Địch Lệ Nhiệt Ba. Sở hữu nhan sắc xinh đẹp cùng lối diễn xuất thần sầu, cô nàng được xem là nữ thần thế hệ mới. Nguồn tài nguyên phim ảnh của Địch Lệ Nhiệt Ba được người trong giới đánh giá cao nhất nhì Cbiz. Hơn nữa, số lượng nhận hàng mà mỹ nhân Tân Cương đảm nhận vai trò đại sứ cũng khiến nhiều đàn chị ghen tị. Vị trí 2 và 3 là cuộc đối đầu gay gắt giữa hai bông hồng độc thân đắt giá nhất hoa ngữ là Dương Mịch và Triệu Lệ Dịn. Cuối cùng, phần thắng thuộc về mỹ nhân họ Triệu, hạng 2. Năm nay dù không tham gia quá nhiều dự án, nhưng độ hot của Triệu Lệ Dịn cũng không hề sụt giảm. Dự án Hữu Phị kết hợp cùng Vương Nhất Bác đã giúp cô mở bát một năm thuận buồm xuôi gió. Hạng 3 thuộc về Dương Mịch. Thời gian qua, nữ ngôi sao 8X đã cống hiến hết mình và gặt về vô số thành công. Đáng chú ý là trở thành đại diện toàn cầu của nhà mốt Ý, Yichor. Hai cái tên còn lại trong top 5 danh giá là Dương Tự và Cúc Tịnh Y, với vị trí lần lượt là 4 và 5. Cả hai thậm chí vượt mặt những gương mặt đình đám như Angela Baby, Lưu Diệc Phi, Tôn Lệ, Lưu Thi Thi. Đây là thứ hạng khiến top 15 mỹ nhân có sức ảnh hưởng nhất 2021 gây ra nhiều tranh cãi. Kết quả cụ thể, top 15 mỹ nhân hoa ngữ có sức ảnh hưởng nhất 2021, 15 Tùng Thiến, 14 Lưu Thi Thi, 13 Tôn Lệ, 12 Lưu Diệc Phi, 11 Lưu Đào, 10 Lý Thấm, 9 Đàm Tùng Vận, 8 Triệu Lộ Tư, 7 Angela Baby, 6 Quan Hiệu Đồng, 5 Cúc Tịnh Y, 4 Dương Tử, 3 Dương Mịch, 2 Triệu Lệ Dịn, 1 Địch Lệ Nhiệt Ba. Bản tin của chúng tôi đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở những tin tiếp theo.